Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống, bái lại: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 5 sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên, và Hội Thánh mời gọi chúng ta nhớ đến Thánh Clara, là một người bạn đồng hành với Thánh Francisco Assisi. Và chính thánh nữ này đã lập nên dòng kính Clara. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các nữ đan sĩ thuộc dòng Clara trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, ở tại Thủ Đức, có một đan viện thuộc dòng này. Xin cho các nữ đan sĩ ấy trở nên nguồn cảm hứng cho chúng ta trong việc thờ phượng, và đặc biệt là làm cho chúng ta được tràn đầy ơn Chúa nhờ lời chuyển cầu mạnh mẽ của các nữ đan sĩ. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ qua câu hỏi của Phêrô: "Thưa Thầy, có phải con phải tha thứ cho anh em con 7 lần không?" Chúa bảo rằng: "Thầy không bảo anh tha thứ 7 lần, mà tha thứ 70 lần 7. Tức là tha thứ hoài, tha thứ mãi, tha thứ vô điều kiện. Tha thứ mà không cần người ta phải xin mình tha." Tại sao vậy? Đối với những gì Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lễ Cha, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, thì Cha chúng ta trên trời sẽ không tha thứ cho chúng ta. Đứng về mặt tâm lý, khi chúng ta không tha thứ cho người khác, thì lòng của chúng ta nặng trĩu,
đau khổ. Và cái sự đau khổ đó không chỉ dừng lại ở chúng ta là người đang thù, đang oán họ, mà có thể truyền lại cho con cháu chúng ta. Có một người vợ trẻ sinh con ra được một thời gian, khoảng được một năm, tâm sự với tôi rằng: cha ơi, cái thằng bé nhà con, sao con nhìn mỗi lần nó nhìn người khác, rồi nó nói, nó la, nhìn nó rất là ác chứ. Một người mẹ nhận xét về một đứa con một tuổi của mình như vậy, thì rõ ràng là cái sự thật nó nghiêm trọng. Vì thường người mẹ luôn luôn khoe con mình. Tất nhiên cái nhận xét này là nhận xét riêng tư, để xin tôi giúp. Thì tôi mới hỏi câu chuyện của người đó, về cuộc đời của người mẹ đó, thì biết rằng khi người mẹ đó bắt đầu mang thai, thì cái sự hận thù của người mẹ đó với những người công an vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì những người công an đó đã cố tình đẩy bố của người mẹ đó đến cái chết một cách oan uổng và nhục nhã. Cái chết của người bố đó làm cho người mẹ mất cha, làm cho đời sống gia đình bấp bênh, và một cách nào đó mang nặng sự đau khổ và có cả ô nhục mang tính xã hội. Và cái nỗi thù đó nó chồng chất trong lòng. Sau này thì người mẹ đó đã được Chúa chữa lành. Cảm ơn Chúa, cảm ơn người mẹ đó đã quảng đạt, đã chấp nhận tha thứ. Nhưng giá mà cái tha thứ đó sớm hơn thì đứa con sẽ không bị ảnh hưởng. Và trong trường hợp đó là bắt đầu tập cầu nguyện ban phước lành cho con, và cũng sinh con là một đứa trẻ đó, nhân danh Chúa ban phước lành cho mọi người. Và lúc đó đứng về mặt tâm lý đó, thì người mẹ và tất cả chúng ta là những người kết án người khác đó, lòng sẽ được nguôi ngoai, và ơn cứu độ của Chúa có thể chạm đến và chữa lành cho những tổn thương do cái ác, cái xấu, do một tổ chức, một nhóm người hay một con người cụ thể gây ra cho chúng ta. Khi chúng ta không tha thứ thì cái tình trạng quặn đau theo kiểu một cái vết thương ở bên trong da, nó sẽ làm cho chúng ta khổ sở cả đời. Tha thứ vô điều kiện để chúng ta hạnh phúc. Tha thứ vô điều kiện để chúng ta tràn đầy yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen.